lại làm gì mời? Tử. Ê, nó giật giật cái đây nè. Nó vô á. Kìa, nó lôi kìa. Kìa, nó bên đó gì kìa. Kìa kìa. Để nó coi, cái lóc bông hay là cái vô. Nó lội đây không biết con cá gì luôn á. Ít cái vô. Thấy vô má nè, kêu lấy chỗ kéo. Đây mấy con cá vô luôn nè. Có con cá lóc nè. Được cái lỗ đó không? Hả? Cái lỗ đó đó. Mà coi cái nó có lỗ đó thôi. Trời có cái vô. Kiếm nhiều vậy? Chỉ cái móc bông thôi. Cái vô. Nó trốn đâu hay sao? Dướng vô gà. Bắt đi, bắt con đen bả nặng. Đây. Giữ đi. Đó thì bắt cái này sao lần. Kéo luôn hết rồi. Đúng 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 con nữa nè. Ê kìa kìa, cá lóc. Kìa kìa. Cá lóc kìa. Cá lóc nó dính ra trước kìa. Đâu? Nó mà nó quay quậy rồi đó, lưới á. Nè nè nè. Cá lóc có gì? Nó giả này. Này lên đây mà còn quậy hết con. Gì rồi. Này nó biết bị bắt nó trốn mẹ. Kéo đi kéo tôm nó không trời. Không, không có đi kéo được hả? Có. Hả? Có giấy đi bình thường. Rồi. Giờ đi có giấy rồi. Không. Hả? Con không có rồi. Có. Lỡ bắt hai con cũng như trường con chứ. Wow.
Trời ơi. Quay nãy giờ mà không thấy cá lóc nào ở đâu ra nữa. Nó đỏ con đỏ sợ đâu, nó mới rớt nước. Mua tươi nãy rồi. Đát luôn. Chơi đủ mẹ không phóng nha mày. Bỏ gì không ơi? Chơi chơi chơi. Chạy trước rồi. Cá này hiền, nó hiền, nó không quậy rồi. Đi theo đường ngọn nữa. Bỏ bên gốc, bên chỗ cây dừa rồi. Không nhảy đâu. Đó, cái gì? Cái giò. Kiếm con cá lóc bông này đuối thế rồi. Đó hả? Đó hả? Bắt con ra bắt chứ hai con chứ gì? À, cái này về mình ướp chao nướng. Già ơi, cá này già ơi, mấy năm rồi. Già dữ lắm. Chục năm già rồi. Già hơn cá bảo nữa. Rồi lại gỡ đây. Đâu mà quăng bờ chưa? Nó mở cá rồi. Có đâu? Hai con cái gì là cắp cá là đặt quay trực tiếp cho mày. Súng này công nhận công nhận thì chợ dài dài không bắt đây cho. Cái vườn bắp. Vườn bắp thì có trái ăn rồi nè. Kéo ơi. Đang kéo nè. Sao không văng ngay giữa nó? Giữa sâu hòm. Nó đụng cái nó đi ngược lại rồi. Quá trời một xúc luôn. Cho nó vòng vòng đi cũng. Chưa.
vô kéo chạy còn dính nữa chứ. Kéo nữa đi, để nó dùng lên luôn. Bắt cá là cho tụi mình. Hai mét không? Trời ơi, nó ăn con cá bự nè. Ghen nè. Chỗ này gì nè. Ê, chỗ này cái gì nè. Xui. Với ai mệt trước ai. Nó đi nghe kéo nó chốt mất tiêu luôn. Đi cá vô. Sáng không? Rè. Nó có hàng không? Có hàng nó chui rồi sao? Cá bự cá dồ biết nhiều vậy mà không thấy nó ta. Cá phi thôi. Không dính cá phi luôn. Để cho nó kìm lưới nghỉ với kìa. Con cá khổng lồ với nó. Cái dồ luôn. Cái này đằng này dính con không. Tưởng ra không? Hay là tụ mẹ bắt mày luôn bây giờ nè. Hồi nãy con gì nè, chiều mới vậy. Cúi con cá bông. Bỏ bắt được rồi. Làm hồi mua cá con cả cho nó bự lên. Con này về nó quậy dữ lắm. Cái nhỏ thì nó không quậy. Cái gì?
Rồi cô mời chặt trái dừa có ngút gì vậy? Không biết đâu được trái dừa hai ngọn như vậy. Độc rồi. Kiếm là họ có nữa không? Chỗ nào cũng chạy vô mà không dính nó là nó ở đâu. Mò trong vô giọng nó không vô mé mà nó không vô đâu. Lại cầu tiêu rồi trời. 50 ngàn. Ở cuối con đó. Hay ta. Mới là bỏ túi nè. Xíu mà. Bỏ túi rồi phải. Đó tiền đó hồi đi mua rượu đó. Hả? Hồi nãy kêu lấy tiền đổ xăng đó. 50 ngàn bỏ lọt mà chạy còn dính. Con cá ở đâu? Con cá đâu chạy nãy giờ không dính. Điện nhà phát, bỏ túi phải. Không lại cái chỗ cầu nữa tao quậy nè. Lấy cái mình tục về bên đó ha. Chết mẹ trọt đụng đầu con cá gì vậy? Nghe cái cung một cái. Đâu có cây đâu. Đụng đầu cá này luôn. Đi bắt con cá lóc bông mà tới giờ cũng chín lắm. Đây có cây. Nhổ vài bụi bên trong đi. Ok rồi.